đợi hành lý trên vai, trên đường xa xôi chắc chờ 18.000 mấy trăm dặm lộng huân đúng chớ phai, đường tiết tấm mù khơi, tim này vẫn mơ về thiên chúng thành chánh quả thoát luân hồi, đức phật ở nơi chân trời tây, đức phật ở nơi chân trời tây. Lại nó đường ơi.